rồi đó. Kênh YouTube Sông Nước Miệt Vườn mến chào quý anh em ha. Hôm nay mình quay về cái chiếc cano 7m7 có cái màu cam đỏ này ha. Chiếc này 7m7 nha, chiều ngang 2m2. Chiếc này dự kiến lắp ráp cái dàn tiếp láp chân vịt ở phía sau vách lái này. Đây có vô mấy cái miếng để mà mình chống chọi cái tiếp láp á, hai bên hai miếng. Dự kiến xài bộ lấy cơ. Cái nền sắp xong rồi ha. Giờ chờ để máy vô thôi. Đó là cái chỗ lấy nước để mà giải nhiệt máy á. Đó, nó hút từ dưới lường lên ha. Chứ có luồng vô được mấy cái sợi dây điện dây đồ rồi. Tủ người ta đặt có sàn có ghế rồi luôn ha. Phía trước thì đó có gắn được mấy cái đồng hồ báo. Phía đen đen bên đây là báo nhiên liệu ha, cái chính giữa là báo vận tốc, cái kế đó là báo áp suất nhớt. Đó là cái ổ lấy cơ để gắn cái vô lăng á. Này Nissan SD33 6 xi lanh ha. Này nữa lắp cái cano 5m4. Nữa quý anh em đón xem ha. Đây là cục máy Komatsu ha, lên cái cano 7m7 này đây anh em. Còn cái Isuzu 6BG1 đó chưa biết lắp cái chiếc nào, hình như là cũng 7m7 nữa. Cái Komatsu này cho quý anh em xem. Đây là dòng máy thủy nha quý anh em. Có turbo ha. Có hệ thống làm mát lọc khí nạp. Người ta gọi là sinh hàng gió đó, nhưng mà mình nói là giải nhiệt khí nạp cho dễ hiểu ha. Komatsu. Tên nó đây. 6M95A. 209 PS. Có dòng tua là 2910. À 6M là có 6 cái bếp phun nhiên liệu ha. Đây là dòng bếp kim nha. Loại tiết kiệm nhiên liệu. Này ở phía trước đầu máy nè. Dậy sức. Hiện tại thì chưa có gáp hộp số nha. Nữa kết nối hộp số rồi mới đưa vô cái chiếc cano 7m7 đó. Con này Nissan SD33. Dòng này có turbo nha. Cũng 6 xi lanh. Chiếc này nữa lắp cái chiếc cano 5m4 thôi. Đây có một động cơ Isuzu 6BG1. Isuzu 6BG1. Này cái hộp số mình gỡ ra cho nó nhẹ. Gỡ rời ra. Dòng này cũng máy thủy ha. Nghe nói dòng này cũng lắp lên cái cano 7m7 nữa. Đó mình sẽ quay riêng cái video về cái chiếc cái máy Isuzu này cho quý anh em xem.
rồi cái máy vàng vàng đó lắp dân cano 5m4 mình cũng sẽ quay một cái video riêng ha. Còn trong video này mình quay về cái tô cô Matsu này thôi đó. Là trên cái chiếc cano 7m7 này. Chiếc 7m7 này là mình lái bộ lấy cơ nó hơi nặng. Mấy anh em nhìn dưới lường đó nè, có những cái con lương này nó kèm cho cái cano đi thẳng đó, cho nên mình lái nó nặng, lái nó cứ giữ đi thẳng tới hoài. À, thấy cái lường không? Như một cái bánh lái kèm đi ngay á. Rồi mình sử dụng bộ lái cơ mình lái nó hơi nặng tay lắm. Thường thì người ta chơi bộ lái thủy lực ha. Hộp số hôm nay cũng đấu rồi ha. Dàn nền cũng xong rồi nè quý anh em. Hàng tiếp láp chân vịt là ở vết lái như hồi đầu mình nói ha. Canh xong hết rồi, bây giờ sơn. Cục máy mình đưa ra đây. Thấy vậy á, mấy ngày á. Bô này mình âm nước ha, cho nó giảm tiếng ồn. Phía sau vách lái thì chưa xong, mới ra tới đây thôi. Còn vàng chống chổi đây ra nữa, bánh lái nữa. Mới thấy cái bánh lái đâu rồi. Đúng rồi, bánh lái tuốt mình đó. Kế cây Yamaha à. Bánh lái chỗ này là để bô âm nó ra nè. Tiếp láp này lớn ha, 60 cốt. Tiếp láp tới 335. Nay dàn cầu ở phía sau làm cũng tạm rồi ha, tạm ổn rồi ha. Này chỗ bơm nước. Có hai cái quạt hút, hút cái hơi nóng trong hầm máy ra. Ga, ga dây ga là cũng xong hết rồi. Đó mấy dây ga. Mới về một chiếc màu cam đỏ nữa nè anh em. 7m7 với chiếc 5m9 màu cam đỏ đó, hình như được anh em ưa chuộng đó. À, đây cũng cam đỏ. Hôm nay ở tiệm thấy mà nhiều anh em làm màu cam đỏ này lắm nè, mà mình thấy cũng đẹp, cũng nổi á.
Mai lên cái nắp đậy hầm máy nè quý anh em. Nắp này là nó đậy đó ha. Này được mấy chú thợ, bốn chú thợ. Nhân nay cũng nghỉ. Không kéo hết ga chứ. Đó là mình hạ thủy xuống, mình phải khởi động thử ha. Chưa có lắp cái chân vịt ha, chỉ mới khởi động máy thử thôi. Đề là 24V hả? Có chân vịt nhưng mà chưa có chân vịt rồi, nhưng mà mình chưa có cho nó quay, chưa có cho chạy. Củ dê lại nhiễu nước á. Mấy cái ống nước nó nhiễu nước rồi, không có gì. Đây sẵn trong cái video này mình thêm ha, là cái chiếc vỏ lãi combo ship này của Trọng Sĩ ha. Vỏ lãi này chiều dài 6m3, chiều ngang được 1m lái này nè, 1m5, được lắp đặt động cơ Kubota 78. Đó, động cơ này không có làm cái gì hết ha, chỉ là để vậy. Động cơ này là mua ở tiệm Thái luôn, và người chủ xài cũng chưa được mấy lần hết á. Đậu ở nhà ghế mà gông đóng vậy nè. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Để mà chủ người ta lên cái chiếc 4 máy, cái này nó chỉ có 3 xi lanh nè. Ta lên cái chiếc 4 xi lanh. Mình nhường cái chiếc này lại cho. Theo cái sự quan sát bên ngoài của cái vỏ lãi là không có chày trước, không có lủng gì hết ha. Máy nhỏ mà cục đề hết thôi. Máy này thì chạy lúc mua xong là chạy chưa được 50 lít dầu.
tại vì cái chiếc này ở gần nhà mình đó cho nên mình biết. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Thái, đó là Thái sẽ thông báo giá cả cho. Tại vì cái người khi một khi người ta làm thì giá tiền nhiều, nhưng một khi nó muốn nâng cấp lên á là người ta phải chấp nhận lỗ thôi, là người ta để cái giá cho hữu nghị cho mình xài, người ta nâng cấp lên chiếc khác. Nếu mà anh em nào đam mê mình mua những chiếc này chạy ngon là quý anh em đi câu cá đi vườn là cũng được ha. Cái vỏ 6m3 thì theo mình nói thì quý anh em tin tưởng đi, nếu mà có về phát hiện vỏ mà có lũng này kia rồi đấy ha, thì cứ điện Thái mà mang vốn. Rồi cái máy cũng vậy, là bao đổ hơi luôn, nghĩa là máy chạy chưa được 50 lít dầu mà đó, động cơ này nó có mười mấy ngựa đây ha, Kubota 78. Chiếc này đậu ở trong cái gần nhà mình nó cái sông nhỏ xíu mà cho nên nước cạn á, trời mưa rồi bùn nó văng lên dính tùm lum à, không có vệ sinh. Rồi để quý anh em nghe thử cái tiếng động cơ ha. Cái bộ lái là dây cáp ha, và cái dàn tiếp láp ở phía sau lái là bằng sắt ha quý anh em, chứ không phải bằng inox. Bộ lái thì bộ lái mình có nói rồi là bộ lái bằng dây cáp chứ không phải là bằng bộ lái cơ ha. Đó, anh em nghe thử tiếng của cái máy đó để anh em đón được cái chất lượng nha. Đây có cái động cơ kế bên đây đang khởi động nha. Động cơ này động cơ 6 máy nè. Cho nên mình không có nghe được cái tiếng động cơ nhỏ kia ha. Em có để ý không, chạy rất là chuẩn ha, nếu mà đi đường thẳng có thể buông tay chạy được luôn, động cơ nó vẫn đẩy đi thẳng tới à, nó không có bị lủi á. Bởi vì cái vỏ lãi này được tiệm Thái là lắp đặt máy âm à, cho nên là chạy khá là chuẩn ha, buông tay được luôn mà. Buông tay đang cầm cái dầm. Chạy chuẩn mới mình buông tay được đúng không? Nếu đi đường thẳng á. Có cái là gông còn nhiều quá. Phải chà rửa. Chà rửa gông ở dưới lườn á quý anh em, cho nó đừng có cho nó tăng được cái tốc độ ha. Đó, nãy mình có nói nha, dàn tiếp láp ở phía sau là sắt, rồi cái dàn lái là bằng dây inox ha, dây cáp inox, cái vô lăng vậy đó. Mình ngồi phía sau chạy ha, không phải là ngồi phía trước mũi này. Đó giờ canh chỉnh sơ sơ lại ha, rồi chạy gọn hồi chạy ngang đây buông tay đưa hai tay lên cho thấy nha. Tại vì chiếc này mình biết là lắp mấy nè, mà xem lại những video trước của mình á là chiếc này lắp ở tại tiệm Thái là làm. Qua cua buông tay không được nha. Mình buông tay ở cái đoạn đường đi thẳng á, mình buông tay được. Qua cua buông tay được nhưng mà lên bờ nha. Rồi bắt đầu mình đang test thử nha.
Đây quý anh em. Đó, thấy không? Thì mình có nói là cái chiếc này ở tiệm Thái lắp cho nên chạy rất là chuẩn ha. Mình thì hôm nay đi thử cái cano này luôn. Ê, té. Có cả cái ga bít. Thì đang ghé lại đây để mua dầu ở quý anh em.
giờ mình ở góc quay trên bờ mình quay cho quý anh em xem ha. Chút xíu cái mình đi về bằng cái chiếc đây, cái máy Gabit của cháu nó. Đam mê tốc độ nè. Đam mê. Nay chạy thấy ổn rồi ha. Ổn mà mỏi quá. Đêm nay về chắc leo lên bụng không nổi. Leo hết nổi rồi. Hết nổi không? Quá khứ. Cái chương trình là cháu nó sẽ làm mấy cái màu mè thêm đó nha, chứ không phải gì đâu. Phun Thái. À, phun Thái phun gì đó mình cũng không biết, cũng như mua cái máy này rồi về mình chạy thử đó, coi nó ổn rồi mình ưng ý rồi bắt đầu mình làm màu mè thêm cho đẹp chứ đó. Vậy là cái máy này đồng ý rồi ha. Hài lòng. 44 mã lực. Gabit 76. Đó, trên đã lấy đà chạy xuống đó ha. Còn rất là xa. Mình quay về để cho quý anh em thấy được cái dáng cano chạy như thế nào vậy đó. Xuống cái chiếc này mình đi theo chiếc máy hai thì lâu rồi không có đi chiếc nhỏ ớn quá. Chiếc nhỏ là phải đi trước chiếc đó. À, chờ rồi, chờ đi. Rồi đó, anh trước rồi đó.
sống quá. Con ngựa thằng Thái chơi hết ga luôn. Sống ấy. Sống quá. Đi ra cuối bị bọt bình xăng. Nãy lúc chạy không lại đó không? Lúc đang lên mà không tự nhiên cái nó phụp cái nó hạ xuống luôn. Đâu có kẹt ống xăng đâu. Ừ, sợ nó kẹt ống xăng. Ống xăng không kẹt. Đó là chiếc cano 7m7 nè ha, là mình mới vừa hạ thủy, mình quay từ lúc lắp đặt máy cho đến hạ thủy. Là nó có những cái hệ thống này nè, lúc đó ở xa xa mình không có nói đây là cục định vị chung với cái đồng hồ đo vận tốc đó, quý anh em. Đo vận tốc của nó lên được nhiêu đó, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 ha. Bên này là đồng hồ áp suất nhớt hoạt động trong máy á, có hay không. Còn bên đây á, là báo nhiên liệu nha, báo nhiên liệu còn nhiều hay ít. Còn đây là hệ thống ga với số, nó đi chung. Mình đẩy tới á, là nó vô số chạy tới. Mình đẩy mạnh tới nữa thì nó cái ga nó lên cao hơn, công suất máy cao hơn, rồi mình lui lại cũng vậy ha. Còn đây á, là có cái chỗ để ngắt cắt nè. Đó, mình kéo ga thì cái hộp số, cái số nó sẽ rời ra, là lúc đó mình chạy ga không à, cái ga máy mình hộ lên chơi thôi, nhưng mà hộp số nó không hoạt động ha. Mình đóng vô thì hộp số lúc đó nó mới hoạt động luôn. Đó là giờ tạm thời chạy thử lần đầu tiên quý anh em xem thấy vậy đó, rồi còn hoàn thiện nữa, rồi mình hẹn lại video sau đi. Video này cũng dài rồi, mình xin kết thúc cái video đây. Chúc quý anh em mình có một buổi chiều xem vui vẻ ha. Rồi hẹn lại cái video sau để mà xem cái chiếc này như thế nào nữa nha. Rồi cảm ơn quý anh em.